Nếu như có điều ước thì dẻo ước gì? Ước gì dẻo? Ước rồi. Ước rồi đó. Hả? Ước rồi á. Ước rồi. 5 6 7 8 Con nhớ cô. À, xin cảm ơn các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang á. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ quay lại hoàn cảnh của em Dẻo và chị Dung sống trong cảnh nhà một nát của cô bác quý anh chị. Trước khi thực hiện video clip này á thì Bùi Hồ cùng với anh Hợp Vinh Vũ từ Sắc á có đi khảo sát ngôi nhà. Tuy nhiên khi đến đây á thì ngôi nhà của cô Dung đã được hỗ trợ đội thiện nguyện ở đây hỗ trợ làm lại cái phần mái rồi. Vì đó mà những cái phần hỗ trợ của quý mạnh thường quân mà nhờ đi khảo sát đó thì Bùi Hồ cũng sẽ ngưng lại, vì đâu đó gần ngôi nhà này cũng đã có nơi che mưa che nắng đúng nghĩa rồi cô bác anh chị. Tại vì nếu như mà làm hết cái phần ngôi nhà này đó, làm phần gạch rồi làm phần ở trên luôn á thì nó cái giờ phần ở trên nó dở ra thì không có được. Thì cũng rất là cảm ơn chân thành các cô chú á đội thiện nguyện đã hỗ trợ cho gia đình của cô Dung á có một cái mái che cho em Dẻo có thể ở trong đây tránh mưa tránh nắng được nè. Còn ngày hôm nay thì đến đây á, một là thăm lại em Dẻo cũng như là cô Dung, và sau đó là thay mặt quý mạnh thường quân hỗ trợ thêm một ít hiện kim để cho sinh sống trong thời gian sắp tới. Mời cô bác quý anh chị cùng vô đây ha. Ngôi nhà thì này thì vẫn còn một cái nền nền đất cô bác quý anh chị, vẫn còn nền đất. Tuy nhiên cái phần mái ở trên nè, cái phần này thì cũng đã lợp xong hết rồi. Và có nơi che mưa che nắng đúng nghĩa rồi. Cô Dung không còn lo gì mà cái việc mà chào Dẻo ha. Hả? Không cần lo gì mà cái việc gọi là mưa tạt gió lùa đó. Nay chú đi làm nữa gì cô? À, làm cho cái ở ngoài sau làm tiếp nhỏ em cái chuồng bò đứng nuôi bò. Dạ. À. Mấy ngày nay tình hình sức khỏe của dúng mình nó cảm rồi cho uống thuốc nữa cũng mấy hết. Dạ. Nhìn thấy cũng thương ghê ha. Con chào đi, con chào anh. Hôm trước chào là mình làm nhà đến đây là được bao nhiêu lâu rồi cô Dung? Tháng rồi. Làm tháng rồi ha. À. Này là đội thiện nguyện gần ở sớm á, làm sớm xong. Bây giờ mưa là hết hết giọt rồi. À hết sợi giọt rồi đó. Dạ mừng thấy cô Dung ha. Mừng quá mừng rồi. Dạ. Bây giờ con sợ giọt không? Dạ. Bùi Hồ cái mấy ngày nay á bị khan tiếng á rồi đau họng nữa nên là nữ nói chuyện hơi khó nghe. Nên là nữ là cô bác quý anh chị cứ thông cảm, cái giọng bây giờ nó cứ khàn khàn suốt à 2-3 ngày nay rồi. Sáng nay mình ăn cơm gì hả cô Dung? Cá muối chiên rồi. Dạ. Cá kho quéo. Dạ. Thì cũng có nhiêu đó. Dạ. Lúc mà đội thiện nguyện ở xóm mình đó à, vì sao hay lại hỗ trợ? Thì vừa gặp Bùi Hồ quay đăng lên rồi cái ở xóm ta thấy người ta mới nói qua nói lại, người ta nói ở nhà của Hảo Anh vậy nó dột vậy mà không ai hay hết trơn. Thì người này xin cây như người kia xin thiết vậy đó. Rồi kéo nhau xúm nhau lại lợp lên. Thì mình với lo đồ ăn. Cũng đó bữa đó cũng làm hết ngày. Sáng tới chiều. Mừng. Hết mưa rồi. Không còn dột nữa là mừng dữ lắm mừng. Dạ. Thì cô Dung cứ ở nhà suốt vậy hả? Thì ở nhà với nó có mặn gì mặn, cái này không có hột điều thành ra không có lạnh. Thì sáng thì cơm, trưa cơm, chiều cơm cho nó vậy đó. Thì mình ổng đi mặn. Hôm trước là cùng với cái anh thợ qua à. Tại vì con không có thay cái ngôi nhà mình là được cô chú sửa rồi à. Qua tính hỗ trợ cái phần tiền chế cho nhà của mình. Ừ. Nhưng mà qua gặp được cô chú hỗ trợ rồi cũng mừng. Mừng quá mừng à. Dạ. Thì mình thấy mỗi lần mưa cái lấy cái thao hứng rồi dời cái chổng đồ nó tới chừng ta lợp lên cái nhà rồi mừng dữ lắm, mừng mừng hết sức luôn á. Ước gì có cái tivi. Cái gì nữa? Ước gì có cái tivi. Ước gì có cái tivi hả? À có cái tivi cũ đó coi được rồi con. Mình coi cái đó được rồi. Thì vì sao ước có cái tivi vậy? Sao?
sợ nó hư. Thì lâu lâu hư cái sữa 150, lâu lâu cái hư sữa 150 gì hoài đó. Ước gì có cái tivi, sao tự nhiên nó ướt tivi? Bắt tivi được không mà ướt? À. Không bắt được, tay chân cứ co quắp vậy. Nắm cũng không được luôn. Đâu ăn có cầm là mắc đút rồi cô Dung. Đút không à. Ăn uống thì mình làm cho nó không à. Thì trưa nó làm cho con bịch nước, nó nằm sắp lên nó uống. Thì nó cần cái gì thì nó kêu. Ăn uống mình làm cho nó không à. Tự nhiên cái nói ước gì có cái tivi. Sáng ăn cơm được mấy chén? Ăn được chén. Ăn được chén. Em chiều ăn không? Ăn mấy chén? Tô. À, cứ tối ngày cô quắp vậy suốt á. Nhờ cái nó nói được. Nó nói ăn uống rồi nó đói nó kêu mình rồi mình làm cho nó. Gặp trời. Như mà nó nói không được rồi đói không biết làm sao. Trời vẫn còn thương. À. Là nói được. Thấy người ta đi chơi mình không có được đi chơi buồn không? Nằm nhà coi tivi. Nằm nhà coi tivi. Nghe nói câu nói dễ thương ghê ha. Mọi sinh hoạt của dẻo đều nhờ sự hỗ trợ của cô Dung hết à. Từ cái việc mà tiểu tiện này kia luôn. Tối là dân mùng xả xuống đồ hết luôn. Dân mùng mà làm cho nó không à. Mấy chục năm, mấy chục năm nằm bất động tại chỗ. Tết này 28 tuổi rồi. Có bao giờ hồi đó, bao giờ mình nghĩ là vừa làm hốn tiền mà phải chăm con mình vậy nữa rồi. Có bao giờ mình muốn gục ngã không cô Dung? Mình suy nghĩ mình gục ngã thì cũng đâu ai lo cho con mình. Thì cũng gắng cố gắng. Cái tay cứ co quắp đập xuống đó. Cái cạnh giường. Không mua cái niệm á cô Dung. Cái niệm thì nhiều khi nó đi tiểu, mình không có nhà nó đi tiểu dơ. À. Có nghĩa là tiểu tiện thì phải nhờ cô, gọi cô hoặc ấy là không cuộc, có. Bó cái cục chỏ gì này đến nó chổi xuống cái nó chày. Ủa sao cô không mua cái đồ dây thun á, sao mà miếng vải cuộc thấy nó ấy quá. Mua dây thun của thứ mấy người đánh tennis rồi á. Mấy người chơi thể thao á, cô băng lại nó dễ hơn. Thế đâu vậy nó thấy sợ hầm á, cô Dung có bị hầm không? Có hầm không vậy? Không. Tháo ra thì nó chổi đau, nó khóc. Nó kêu bụt bó lại cho nó. Không bao giờ nằm thẳng được. Nằm co vậy không á. Co quắp mấy chục năm luôn. Nằm sấp hoặc nằm ngửa là vậy không đó. Gặp là cũng biết cười cô Dung ha. Biết. Có chuyện gì kể nghe ơi. Hả? Không có gì hết. Không có gì hết hả? Gặp anh nhớ anh không? Nhớ. Tên gì? Hả? Hồ. Cái gì hồ? Anh Bùi Hồ. Anh Bùi Hồ. Ôi trời nhớ luôn. Trời ơi nhớ Bùi Hồ luôn. Nó gặp ai một lần là lần sau nó biết, nó kêu. Rồi mỗi lần nó nằm ở ngoài trước đó là gặp đi ngang kêu sùm chứ. Rồi thấy ở ngoài trước chứ nó nằm dơ quá thôi đem nó vô trong này. Con gái mà. Lâu lâu phải co lại vậy hả? Giở tay lên chi vậy? Là kênh lên gì vậy? Kênh lên chi vậy? Con đứng kênh lên. Con nằm đàng hoàng con nói chuyện. Rồi đây cũng bây giờ thấy nóng nực quá cô Dung. Giấc này hồi nãy giờ Bùi Hồ điện là mấy ẩm nó vô chứ nó nằm ngoài giường xài á. Ngoài có cái võng ngoài nó mát. Ồ nằm trên võng được hả? Nằm võng được. Rồi trưa nắng là ẩm nó ra ngoài. Ngoài bóng xài có văn cái võng cho nó nằm rồi cái chiều mát ẩm vô. Rồi bếp ga thay cái bình ga chưa? Thay rồi. Tiền đâu thay? Bữa đó Bùi Hồ cho đó, đi thay. Vậy hả? Sáng nay ăn cơm cá chiên ra ngoài sao cho coi thử coi cô Dung. Cá chiên, chắc này hết cá chiên còn nồi cá khô quéo. Coi kìa. Nằm bất động vậy. Đồ đâu có cái tủ gì đâu. Không, đâu có tủ gì đâu, nó gì đó. Nè, nồi cá khô quéo nè, đâu có gì đâu. Canh gì hả? Canh mùng tơi. Mồng tơi mình thấy. À, bên kia là gì cô Dung? Cái chén nước tương. Này nè. Mồng tơi nấu gì vậy? Cái mồng tơi nấu với miếng thịt bằm. À.
nó đã đồ ăn vậy chứ đâu có gì đâu. Nè ở đây nó cũng mấy tấm tôn này nó cũng mục hết à, nó cũng dột nét. Nhưng mà ngôi nhà cây á để như vậy còn sử dụng được chứ tháo ra là không còn. Tháo ra là hư hết rồi. Dạ. Để nguyên gì mình sửa lại được. Dậm dậm thêm xài được. Chứ tháo ra là hư hết rồi. Ừ, tháo ra là hư hết trơn. Dạ. Xài thùng thì xài thùng nước đá chứ không có tủ lạnh không gì hết á. Không có tủ lạnh luôn. À không có luôn. Có bao giờ mình cố gắng mình làm hay là mình mua trả góp gì, mua cái tivi cho dẻo coi không? Có bao giờ mình nghĩ vậy không? Mình không nghĩ vậy đâu, tại vì mình mua thì mình phải trả góp, mình phải góp. Ừ. Mình không có khả năng, mình cũng không góp được đâu. Vậy hả? Thôi kệ, có gì xài nấy. Không, cái 200. À, tivi đâu ai bán cái 200-300 con? Hả? Cái cũ á. À. Bán cái đó ra mua cái tivi 32 inch. Xài góp. Vậy? Bán không được 10 ngàn nữa đâu có tiền mua. Nghe nói thương quá. Chị ước cái tivi nằm để mà giải trí thôi à. Tối ngày mở tivi coi vậy đó. Thì tối cỡ 5 giờ vô bắt đầu nó coi tới 8-9 giờ. Rồi tắt ngủ rồi sáng sau cũng coi vậy lát vậy, đi ra ngoài vườn xài nằm. Ra ngoài cái võng ngoài nằm nó mát. Ừ. Thì sao không đòi mẹ mình mua? Mẹ không có tiền. Mẹ không có tiền. Thì nói mẹ đi mượn mua để coi. Mẹ không ai cho vậy. Sao? Mẹ không ai cho. Mẹ, sao người ta không cho mình mượn? Nói ra. Nói đây, nói nghe với. Nói đi, không có gì hết. Ta nghĩ mình không có tiền mình trả nè. Ta nghĩ không có tiền trả ta. Ừ. Người ta không cho mình mượn dạ. Nữa. Dạ, chứ không có ừ. À, ví dụ như có ai cho tiền mình có sức tiền đó mình mua tivi không hay sao? Để dành ăn. Để dành ăn. Chứ sao mình không lấy tiền đó đi mua tivi? Lấy dành mua gạo ăn. Ở nhà còn gạo không cô Dung? Còn. Nhiều không? Ta mới cho. Mới cho cũng được 30 ký. Hôm rằm tháng 10 rồi á. Ta cho. Ừ. Cũng được 30 ký gạo ha. Ừ. Thì nói chung ra giờ mình sống đây là cũng nhờ bà con xóm riền Vùi Hồ đồ giúp đỡ chứ mình nhờ mình mượn thì không ai cho thiệt. Thì bây giờ mình nó không khả năng trả, người ta cũng không cho mượn đâu. Nhờ người này người kia cho mình ăn. Nhờ mình mằng thì bệnh rồi gai cột sống rồi bị khớp rồi đó mình đi bằng nặng không được. Thì tối ngày ở nhà với dẻo vậy đó. Hổm thì lãnh hột điều, mà giờ cái này hột điều không có rồi, không có lãnh. Khổ quá rồi, đi mượn hàng xóm thì cũng không cho. Ừ, ta nghĩ mình đâu có tiền đâu mình trả người ta, mà người ta cho mình mượn. Lâu lâu thì có nhà hảo tâm hay cô chú thương tình thì cho gạo. Ừ. Mấy chục năm qua rồi nằm ở đây cũng đâu có ai biết mà mình khổ đâu. Ừ. Ta đâu biết nhà mình như thế này hả cô Dung hả? Ừ. Mình cũng đâu có nói với ai đâu người ta biết. Cũng đâu có than giảng gì. Đâu có than giảng gì. Thì mình có nhiều ăn nhiều. Khổ ha. Nếu như có điều ước thì dẻo ước gì? Ước gì dẻo? Ước rồi. Ước rồi đó. Hả? Ước rồi á. Ước tivi á hả? Sao ước mình giàu lên mà mình chỉ ước có cái tivi không vậy? Chị giàu thì giàu không nổi rồi á. Giàu là giàu không nổi rồi. Ôi trời ơi. Mình vậy thôi, mình ước giàu hơi hơi thôi. Sao? Được không? Được không? Hả? Được không? Ước vào hơi hơi coi được không? Hả? Sao không được? À, hôm nay thì Bùi Hồ có việc ở Long Xuyên á. Ừ. Đi phát quà cùng với anh Phương ngay tại xóm Việt Kiều của cô bác anh chị. Dạ. Thì cũng trở về đây. Thì cũng như Bùi Hồ có thông tin với cô bác anh chị á. Ừ.
Nếu như lúc trước mà chưa có cô chú hỗ trợ thì cũng tính hỗ trợ lại cái phần mái tôn này, với lại làm lại cái phần này. Tuy nhiên khi qua với anh Vũ mình hợp khảo sát á, thì cái ngôi nhà này mới cắt lên thì mình thấy nó kín đáo rồi. Mà nếu như làm lại cái phần gạch ở dưới á, thì cái phần này phải dỡ ra, tại vì nó đôn lên cao nữa, mà càng đôn lên cao thì cái phần này nó càng nó phải dỡ ra mới làm phần gạch dưới được nữa. Nên là nữ là thôi bao nhiêu đó thì cũng quá quý đối với hoàn cảnh của cô Dung như là em Dẻo rồi. Ngày hôm nay qua đây tự nhiên nghe Dẻo nói ước có cái tivi nữa thì không biết sao, bây giờ tùy duyên đi ha. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ đến đây cũng thay mặt cho một anh dấu tên gửi 2 triệu đồng, chị Hạnh Kim My ở Mỹ 2.500.000 đồng, chị Nguyễn Thị Hằng ở Châu Thành Sóc Trăng 500.000 đồng, chị Thanh Mỹ ở Mỹ là 2.500.000 đồng, chị Hồng Phan ở Mỹ 1 triệu đồng, thì tổng cộng cái số tiền là 8.500.000 đồng. Bây giờ thì mình sẽ gửi cho cô Dung để có thể trang trải cho cuộc sống. Còn cô Dung có muốn mua tivi, trích ra một phần mua tivi hay là như thế nào đó thì cô Dung tự quyết định hả cô bác anh chị. Cô muốn mua cái tivi nhỏ nhỏ ba mấy anh để thay tivi này hay sao đó, này là tùy cô. Còn mọi quyết định là cô cứ quyết định, hay là gia đình mình túng thiếu cái gì đó thì mình mua cái gì đó cũng được hả cô ha. Con gửi cô 8.500.000 ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con gửi cô. Xin cảm ơn các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước giúp đỡ cho Dẻo có số tiền được lo hàng ngày cho Dẻo ăn. Mừng quá con không biết nói gì hơn. Khóc nữa rồi. Con nói đi con. Cảm ơn mạnh thường quân đi con. Cảm ơn mạnh thường quân. Sao khóc cô? Mừng mà khóc. Ngàn lỡ rồi. Bình thường thì cũng số tiền này đối với một số người á thì nó nói với người ta thì nó nhỏ, còn nói với mình nó lớn lắm luôn. Còn nói với cô Dung thì số tiền này nó lớn lắm. Chỉ làm quật quật ngàn mấy trăm ngàn lột hột điều thì ngày có 15.000 hột điều. Một ngày là có 15.000 thôi. Mừng không? Thấy cô mẹ khóc kìa, buồn không? Thấy người ta 8 triệu mấy này người ta nhỏ, còn của mình lớn lắm. Mình cũng lo trong gia đình cũng được 5-7 tháng. Trong những lúc khó khăn thì số tiền này nó lớn lắm Bùi Hồ ơi. Mình làm giáp năm chưa được dư vậy nữa. Một năm trời chưa được dư vậy nữa. Xúc động rồi các bác anh chị. Tôi nói câu là nguyên một năm trời chưa dư 8.500.000 nữa. Một năm trời chưa được dư vậy nữa. Thôi nắng này mình cứ tích lũy mình sử dụng hay là như thế nào là tùy ở cô Dung ha. Còn thì duyên mình đến đâu thì con sẽ hỗ trợ đến đó. Mạnh Thường Quân có nói với Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho mình được lúc nào thì con cũng hay lúc đó. Một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú quý anh chị, quý mạnh thường quân, quý nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước, cũng như ngày hôm nay là cảm ơn anh dấu tên gửi 2 triệu đồng, chị Hạnh Kim My ở Mỹ 2.500.000 đồng, chị Nguyễn Thị Hằng ở Châu Thành Sóc Trăng 500.000 đồng, chị Thanh ở Mỹ 2.500.000 đồng, chị Hồng Phan ở Mỹ là 1 triệu đồng. Hôm nay lên đây chút xíu nữa là quên, không lấy móc điện thoại ra là quên nữa thôi.
mỗi lần đi á là đem chai dầu theo bỏ trong cái túi á. Này là gửi cho cô Dung với lại em Diễu, này là phần của anh Phương. Cảm ơn ở Mỹ Phương luôn. Ở Mỹ Bùi Hồ đi gặp những cái hoàn cảnh này, có những lúc dầu á, cô bác anh chị của cô My, của chú Kevin Trần, này của anh Phương nữa, mà đi mỗi lần đi bằng xe gắn máy là quên đem. À nữ là còn nhiều dầu nên là nữ mai mốt sẽ giao duyên tiếp. Rồi cố gắng sức dầu này tốt lắm á. Chai này màu trắng, chai này màu xanh. Có muốn nói lời nào không thì con xin phép. À, cảm ơn chú Hội, cảm ơn anh Một Đồng. Anh Một Đồng à, có tới giúp đỡ cho Dẻo thì cảm ơn nhiều. Dạ. Thôi thì một lần nữa Bùi Hồ cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị, quý mạnh thường quân nhà hảo tâm đã đồng hành với Bùi Hồ cũng như là đã ủng hộ cho hoàn cảnh của cô Dung với lại em Dẻo ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác, anh chị ở video clip sau.